Thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Bạch Mai, đó là trong một số chế độ ăn thì thường đưa ra lời khuyên là bệnh nhân cần phải ăn nhạt và bớt dầu ăn lại. Tuy nhiên thì cũng do những cái sở thích cá nhân nữa thì cũng rất là khó bởi vì nó đã thành thói quen rồi. Vậy thì phó giáo sư có thể khuyên họ có nên có những chế độ ăn nhạt và nếu dùng muối thì dầu ăn với khối lượng như thế nào là vừa đủ ạ? Vâng ạ, thực ra thì trong đối với chế độ ăn đối với bệnh nhân ung thư thì chúng tôi khuyên bớt dầu, đấy là bớt cái dầu chiên rán. Chứ còn chúng ta nên tăng cái chất béo trong chế độ ăn để giúp cho bệnh nhân có thể là bù lại cái lượng năng lượng đã mất do chính cái khối u tạo ra, chứ chưa nói đến những cái mất do kém ăn hoặc là do mất do tổn thương đường tiêu hóa không không thể nào tiêu hóa hấp thu được, mà do ngay cái chính khối u đó nó cũng làm tăng quá trình viêm rồi nó cũng làm mất cơ đi. Thì chúng ta tăng trước hết là để chúng ta giữ lại khối cơ, thì chúng ta bù lại cái năng lượng, bởi vì với chất béo là một cái lượng chất béo mà là cái đậm độ năng lượng cao nhất, 1 gram chất béo cho đến 9 kilocalo mà thể tích ăn vào của một bệnh nhân ung thư là rất là có là hữu hạn. Cho nên là chúng ta cũng nên là tăng cái đậm độ năng lượng chất béo đi, chất béo lên bình thường là khoảng độ 20-25%, bây giờ chúng ta có thể tăng lên 30, thậm chí một số cái chế độ có thể tăng lên được đến 35% nếu như chức năng gan còn tốt, để chúng ta có thể giữ được cái khối cơ đang có do không bị tiêu đi để đốt đi để làm năng lượng. Thế thì cái lượng chất béo cho mỗi bữa ăn của người ung thư thì nó cũng tùy vào rất là nhiều. Ví dụ như trong một số cái ung thư dạ dày chẳng hạn, thì sau khi mà cắt dạ dày rồi, hóa trị, xạ trị xong rồi, thì thậm chí chúng tôi có thể cho lượng chất béo lên đến 30-35%. Tức là mỗi một bữa thế một người bệnh ung thư, ví dụ một bát cháo thì bây giờ một bát tô vào khoảng độ 350ml chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho độ khoảng 12-15ml dầu. Nhưng mà chúng ta cho dầu là dầu mà chúng ta cho vào cuối bữa ăn để mà không phải cuối bữa ăn mà sau khi nấu, để mà chúng ta có được một cái không bị đun cái dầu đó trên lửa. Thì những cái dầu ví dụ chúng ta có thể chọn dầu tốt như là dầu ô liu, dầu hướng dương thì hoặc là dầu óc chó thì nó sẽ rất là tốt cho bệnh nhân ung thư. Cái thứ hai mà MC có hỏi đó là về vấn đề kiểm soát cái vị mặn. Vâng. Thì đối với bệnh nhân ung thư thì để mà kiểm soát vị mặn thì chúng ta không nên tẩm ướp những cái thực phẩm trước khi chúng ta chế biến. Ví dụ đôi khi chúng ta mà trước khi xào thịt chẳng hạn, chúng lại tẩm ướp vào cái miếng thịt bò. Thế thì tẩm ướp như vậy thì làm cho gia vị mặn đó nó ngấm sâu vào trong cái thớ thịt. Ăn thì thích, nhưng mà đấy là bình thường ạ. Nhưng bây giờ mình đang muốn giảm đi, thế thì làm sao chúng ta sẽ không có cho vào đấy nữa mà để cái bát nước mắm, để cho bệnh nhân tự múc và cho vào, thì người ta cảm giác cái hương vị nước mắm, người ta cứ tưởng như là mình cũng được mặn hơn một chút rồi. Thì để mà mình có thể sử dụng được một cái chế độ ăn mà giảm bớt đi cái vị mặn. Và hiện nay thì trên thị trường cũng có những cái muối nó vẫn có vị mặn, nhưng mà cái lượng natri nó có thể giảm đến tận 40%. Đấy, để mà giúp cho cái việc mà sử dụng vẫn có cảm giác là mặn, nhưng cái lượng natri ở trong đó rất là thấp, thì nó lại rất là tốt đối với bệnh nhân ung thư. Rồi và chính ăn nhiều muối, ăn mặn quá cũng là một cái lý do dẫn đến ung thư dạ dày đấy ạ. Vâng, rồi một số các cái sản phẩm khác ở trên thị trường, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái vị ngọt ngọt một chút thì sẽ bớt đi cảm giác là thèm khát khao cái vị mặn. Mà cái vị ngọt đấy tất nhiên chúng ta không phải lấy từ đường, mà chúng ta có thể lấy từ vị umami. Umami đấy là gì? Chúng ta có thể đun nước củ quả lên để cho nó tiết ra cái nước ngọt đấy. Sau đó chúng ta nấu cháo cho bệnh nhân thì hoặc là chúng ta ví dụ như là umami ở trong cà chua cũng khá là nhiều. Thì chúng ta đun, chúng ta chỉ gạn được cái nước thôi thì tạo được một cái vị ngọt dễ chịu, dễ nuốt, nó rất là dịu, thì bớt đi cái khao khát thèm vị mặn của người bệnh nhân ung thư. Và điều quan trọng hơn là cái người chấp nhận món ăn đó phải cố gắng lên. Và để dần dần chúng ta sẽ biết là thay đổi thói quen là khó, nhưng mà chúng ta cố gắng lên thì chúng ta sẽ dần dần cái cung và cái nhu cầu, cái cung của người nấu ăn với lại cái cầu của người ăn sẽ gặp được nhau, để giúp cho bệnh nhân ung thư có thể chấp nhận được bữa ăn nhạt đi. Hôm nay nhạt một chút, mai nhạt một chút, thì dần dần chúng ta sẽ có thể ăn nhạt được tốt hơn. Và hiện nay thì cái lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt Nam đang gấp đôi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta đang xấp xỉ ăn 10 gram muối một người một ngày. Mà nhất là đối với bệnh nhân ung thư, cái vị giác ấy, nó lại bị thay đổi nữa. Thì thực sự là rất là khó. Nhưng chẳng có cái khó nào
chúng ta không vượt qua nếu như có sự hỗ trợ của những người thân, kiến thức dinh dưỡng của những người thân trong chế biến và cái hiểu biết và nghị lực của người bị ung thư, thì tôi tin rằng bệnh nhân ung thư sẽ có thể ăn được nhạt hơn và có thể chấp nhận được một cái chế độ ăn một cách thoải mái hơn. Mọi sự cố gắng thì đều có thể đạt được kết quả đúng không ạ? Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.